Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Ngâm Yên. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và cũng khá nhiều anh em trên kênh bảo Khải review cái set đồ hai lúa đi. Thì phong phanh dạo gần đây thì anh ta mua được gia truyền hợp thổ kháng cả 17, 18, 19 gì đó. Giá khá là chắc, với lại hôm trước có bán Khải vài món đồ nên là đồ đạc cũng có thể là thay những trang bị đồ khác rồi. Là ở video này thì Khải sẽ soi kỹ lại cho anh em xem ở set đồ mới này, xem thử cao thủ hai lúa anh ta trang bị đồ như thế nào cho anh em cùng xem sơ qua và chiêm ngưỡng nha. Đây, đây là một hạt đường môn Khải có thể dự đoán với anh em, đây là một hạt đường môn gọi là normal server. Đây, hiện tại anh ta đang cấp 102, đang tới 4 đường môn, hạng 32, chắc xếp hạng chắc cũng được hạng trên 20, Khải nghĩ trên 20 đấy. Rồi, tiếp tục đầu tiên thì gia chiên, một cái chuyền quá đẹp, 19 kháng tất cả, 13 kháng băng, 30 thời gian chống độc, sinh lực 24. Gia chuyền này mua mười mấy triệu, gần 20 triệu á anh em. Một gia chuyền này Khải nghĩ là hơn 10 triệu đó, chắc là cái chắc đâu anh em. Hơn 10 triệu là cái chắc rồi. Gia chuyền này quá đẹp cho đường môn. Rồi, gia chuyền thổ thì chắc chắn sẽ đi vũ khí kim. Một cây vũ khí 40-89. Cây này cũng khá đẹp, không phải xấu mà nhìn khá đẹp anh em. 40-89. Cái dòng phần trăm khá là cao, khá là đẹp luôn. Dòng kia thì 40 thì cũng gọi là rất là ok anh em. Cái vũ khí này thì nghe mua đâu đó chứ cũng hơn 2 triệu đấy, hơn 2 triệu không ít nha anh em. Vũ khí này hơn 2 triệu nha. Ở tầm này thì dạng cây này gọi là no rồi anh em. Cái này gọi là no rồi anh em. Cái này quá đẹp rồi. Nói là đẹp là đẹp so với giao tranh trong tống kim nha anh em. Trong tống kim nha. Còn giao tranh ở ngoài hạt liên đó thì phải mang tóc 20, sát thương thì mới gọi là no nha anh em. Còn cái này thì so với hiện tại bên này, bây giờ thì cái cây này đánh tống kim gọi là bao chắc rồi nè, bao đẹp luôn. Đó, cái nói là hơn 2 triệu là cái chắc luôn. Rồi, tiếp tục. Một cái nón phòng thủ 15, sinh lực cao. Một nón khá là hợp lý cho đường môn, tại vì đường môn cần sinh lực khá là cao. Rất tiếc là không có nội lực thôi, cái này có thêm 100 nội lực nữa, quá đẹp nè. Đường môn cần máu vừa cần mana luôn nè. Làm như làm lượng mana mình phải trên 700 thì mới đánh bảo vũ với thiên la nó mới muốn chắc được, chứ mana tầm 600 thằng người vẫn thiếu như nè. Tại vì Khải đánh đường môn nhiều server rồi Khải biết. Nhiều server trước Khải đánh đường môn em thấy không? Cây của Khải là 43-91. 43-94 chứ, 43-94. Set đồ của nó thì Khải 43-94 cái nó, với lại lượng mana Khải 960 lận. Lượng mana Khải 960 lận. Bên này thì đồ đang khan hiếm nên là Khải ngay thấy cái nó này là quá đẹp luôn nè. Vừa đẹp trai, vừa được lượng sinh lực khá là cao, phòng thủ được gọi là tầm trung, phòng thủ được 15 được gọi tầm trung rồi. Cái nón này Khải nghĩ chắc hơn 5 kim, chắc chắn Khải sẽ hơn 5 kim. Nếu mà phòng thủ 15 không á, thì nó dao động tầm vài trăm xu đến 1 kim thôi. Còn cái này thêm dòng sinh lực thì Khải nghĩ nó sẽ gấp 5 những cái nón thường. Rồi, cái bao tay thì Khải nghĩ sẽ đắt hơn cái nón là Khải chắc rồi. Phòng thủ 15 lại sinh lực cao, quá chắc luôn, rất tiếc không có nội lực. Đã sơ qua 2 đến 3 món không có nội lực rồi. Một món này, hai món này, ba món này, bốn món không có nội lực này. Điều đó là một cái áo phù hợp 40, 530. Bao tay cho này chắc Khải nghĩ chắc hơn 5 kim là cái chắc. Rồi, cái áo này 40, 30 thì áo này Khải nghĩ chắc tầm không bao nhiêu, khoảng tầm 1 kim thôi, không có nhiều đâu. Tại vì áo này nhìn khá là bình thường. Áo này Khải thấy rao bán ngoài shop khá là nhiều áo tương đối như thế này, cũng 40, 30 và dòng 1. 40 thì hiếm nè, 40 thì server bán giá khá là chắc. Nên là tầm này chắc tìm chưa ra áo nên là mang tạm áo này. Mang tạm áo này chắc tầm 1 đến 2 kim, cao lắm là 2 kim. Nhẫn này thì nói cho mình dòng nội lực cao và kháng hỏa 19. Nội lực cao kháng hỏa 19, dòng sinh khí không kích được nha nè. Nhẫn này chắc khoảng tầm 1 kim rưỡi đến 2 kim, cao lắm là 3 kim. Server này 1 kim là 700 nghìn nha nè. Quên, sorry, 1 kim là 70 nghìn nha nè. 1 kim là 70 nghìn. Rồi, đi kèm với nhẫn thủy thì sẽ là dây thủy. Một đôi giày tóc 27 kháng hỏa 20. Tóc 27 kháng hỏa 20, tính ra lo cho mình tóc 20 và kháng hỏa 20. Sinh lực 21, khá là thấp. Đôi giày này hơi cùi mà sao ông không thay đôi giày khác. Đôi giày này Khải thấy nó rất là bình thường. Đôi giày này Khải nghĩ cao lắm, 1 kim rưỡi đến 2 kim là hết đắt rồi nè. 1 kim rưỡi đến 2 kim là hết đắt rồi. Tại vì nhìn vào thì nó chỉ được lượng kháng hỏa 20 thôi. Tóc thì 20 thì nó khá là bình thường đó. 27 thì bằng 20, sức lực nội lực không có. Rất là đáng tiếc, lên đảo rồi mà không thay được đôi giày đẹp hơn. Chắc Khải nghĩ sau này sẽ thay đôi giày khác. Đại lưng, một đại lưng phòng thủ 15 khá đẹp. Đại lưng này thì
Khải cũng cho một ạc nằm đọc cờ lon Khải mang đại lưng này Khải mua cơ. Khải mua thì tầm một kim thôi, không biết đại lưng này Khải lúa bao nhiêu, mua bao nhiêu. Khải mua rồi cũng có một đại lưng cho nằm đọc, cũng dòng dòng như thế này luôn, còn thủ 15 và sinh lực nội lực hay sao 20-30 gì đó. Khải mua có một kim hơn. Rồi tiếp tục là một cái nhẫn làm 120 sinh lực cao nội lực. Tính ra thì với cái dòng nội lực thì Khải mới thấy chỉ có nhẫn tính ra được có khoảng 170 nội lực. Nhẫn này thì làm 120 sinh lực cao chắc cũng tầm 1-2 kim sinh lực cao, năm sinh lực lực cao nha. Ngọc bòi thì quá đẹp, ngọc bòi 30 sinh lực lực luôn. Nội lực hơi thấp. Ui, tính ra xếp đồ này không có mana sao mà đánh. Xếp đồ này tính ra cả xếp đồ thì tăng trang chỉ mỗi được cái nhẫn có mana. Với nội, cái nhẫn này hai nhẫn thôi em ơi. Tính ra lượng mana cầm được thêm 170 à. Tính ra ạc này mana không tới 600. Không tới 600, khả ngưỡng ạc này chắc tăng khoảng tầm 50 đến 70 nội công nè. Ạc này đúng rồi, ạc này tăng nội công chắc 50 đến 70 nội công để lấy lượng mana 700 rồi. Trước Khải nói thiệt anh em nha, đánh đường môn mà mana tầm dưới 500-600 thì rất là khó đánh. Tại vì một đòn bạo vũ của nó đánh một phát là 60 mana, 80 mana rồi anh em. Thiên la là 65 rồi. Mà anh em mana thấp quá thì anh em vậy mấy cái là anh em hết mana rồi. Anh em chỉ cần vậy mấy cái là anh em hết mana rồi. Quá, nói chung đồ thì ok nhưng mà hiện tại tầm này theo Khải biết thì đồ rất khó tìm được có vừa mana vừa nội lực. Rất khó. Rất đáng tiếc là trong set đồ này Khải nhìn thấy thì lượng mana thấp, chân lực thì quá đẹp. Nên là Khải nghĩ chắc là cũng có thể bù vào nội lực từ 50 đến 70 mana. 50 đến 70 nội công rồi. Vì sẽ đồ này không có mana đâu. Chỉ có hai nhẫn này rồi, được 170 mana. Đã được 170 mana, còn lại đa số sinh lực rồi. Đó. Nếu mà sinh lực cao rồi thì Khải có thể là nghĩ là cái lượng ép sinh khí thì chắc dồn về nội công chắc khoảng tầm 50 hoặc 70 điểm gì đó. Thì mana khoảng tầm trên 600 700 trên 700 mới đánh được nè. 600 hơi thấp nha, bảo đảm anh em luôn. Anh em nào đánh đường môn lâu năm anh em sẽ biết. Đó. Nói chung thì ở lần vừa soi này thì Khải thấy cũng có khá là nhiều sự khác biệt. Ở set đồ trước thì hai lúa tăng trang như mình một lượng làm chậm cũng khá đáng kể và đi kèm với thông pháp. Đó. Còn ở trong set đồ mới này thì hai lúa đã chỉnh sang như mình gọi là full phòng thủ của Lý. Hiện tại theo Khải tính sơ sơ thì lượng phòng thủ trên người hai lúa thì dao động khoảng tầm 40 trở lên. Hiện tại đang dương 40, trừ cái âm đi, trừ cái âm khoảng 15 đi nè. Trừ âm tầm cấp 102 thì khoảng 15 điểm đi. Là còn nón 15, là lượng 15 là 30 với cái gia truyền là kháng phòng thủ được 49. Đó, khá là châu bò. Với cái set này Khải thấy đánh liền đó sẽ khá là ok. Đó, nếu liền đó thì đánh khá ok tại vì lượng phòng thủ khá là châu. Mana hơi thấp thôi, máu thì cao, máu thì ok đấy. Mana thì hơi thấp thôi. Mana hơi thấp. Rồi, nói chung thì set đồ tầm này thì có sự thay đổi rất khác biệt. Từ một set làm chậm và phòng thông pháp đẩy về làm chậm và phòng thủ. Tính ra set đồ này chỉ còn 50 làm chậm mà thôi, khá ít luôn ông ơi. Nếu mà chơi set đồ 50 làm chậm mà Khải thấy tầm này nếu mà giao tranh tổng hoặc là giao tranh ở những nơi đông người rất khó mà nhấc tay, rất khó mà nhấc tay luôn. Khải nói thiệt luôn, tầm này không mang làm chậm đủ 80 thì đây là một sai lầm. Không mang làm chậm đủ 80, Khải nói nếu mà solo với con em 10 trưởng thì rất khó đánh với nó luôn. Thì vì làm chậm không đủ mà đỡ nhấc tay nè. Làm chậm tầm này mới có 20, 30 là 50 thôi. Tính sơ qua thì chỉ có 50 làm chậm. À hơn đây nhà quên sau đây anh em được cái áo nữa 80 làm chậm anh em. 80 làm chậm mà đẹp rồi, 80 làm chậm là ok. Nãy giờ Khải quên cái áo đó, nói chung là 80 làm chậm là ok rồi. Khải nghĩ là nếu mà mang kiểu này mà 50 là hơi sai sắc, ai ngờ quên cái áo này cho mình review rồi mình quên cái áo này, cứ nghĩ là áo mang áo thổ đó. 80 làm chậm. Rồi ok, nếu mà set này đánh nghe 10 trưởng là ok anh em. Lúc nãy nó hơi nhầm thôi. Thì với 80 làm chậm thì Khải thấy với cái set đồ phòng thủ và kháng băng như thế này thì Khải thấy đánh nghe 10 trưởng là khá là ok ấy. Liên đấu là 1v1 khá là ổn. Chỉ thua, Khải nghĩ chỉ thua mỗi thiên trì hoặc là thiếu lâm thôi. Thiếu lâm được bờ ca hay thì hơi khó đánh với nó thôi. Chứ còn với set đồ này thì đủ đánh trong liên đấu 1v1 rồi. Rồi còn Khải nói sơ qua luôn, nếu mà gặp đường môn nha, nếu mà luyện đấu gặp đường môn, Khải nghĩ sẽ 5 năm
Tại vì hai đường môn đánh nhau nhanh chết lắm rồi. Bảo đảm anh em luôn, hai đường môn đánh nhau nhanh chết lắm. Chỉ cần sơ hở một cái không kịp bơm máu là đai. Tại vì tầm này thì lượng máu hạn nghĩ cao lắm là 2k5 đến 2k4 đổ lại, không cao lắm. Không cao lắm. Rồi, nói chung thì anh em xem video review set đồ hai lúa lần này thì rất là có sự thay đổi rất khác biệt anh em. Từ một set đồ 85 chậm full thông pháp trên 50 điểm, trên 45 hay 50 điểm gì đó ở video trước. Còn ở lần này thì sự thay đổi từ thông pháp làm chậm thì người ta chuyển sang về full phòng thủ. Đó, phòng thủ tầm này gọi là quá đẹp rồi anh em. Full phòng thủ với lại 85 chậm. Đó. Chung là từ một cái điểm thông pháp chuyển về phòng thủ của Lý để lấy cái lượng phòng thủ cho mình. Rồi, nói chung thì anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Đó, set đồ này khả thái trị giá cũng khá là liên thành anh em. Set đồ này khả nghĩ gần 20 mơ anh em, gần hơn 20 mơ nha. Set đồ này bảo đảm luôn tại vì gia truyền này nó đã nằm giá từ 10 đến 15 triệu anh em. Gia truyền này khả nghĩ tương đối từ 10 đến 15 triệu. Gia truyền này đang nô một server mà cả cái nó cũng vậy. Cả cái nó cũng vậy. Rồi. Cả cái nó cũng vậy nè. Mấy cái nó nhìn cũng đẹp, gia truyền cũng đẹp. Đó, nhìn vào set đồ này thì thấy hai món này là tuyệt vời nhất anh em. Đó, hai món này là đường môn nhìn phải chảy dãi nè. Hai món này phải đại gọi là đẳng cấp của dân chơi đó nè. Hai món này thèm nhất là gia truyền. Đó. Rồi, ok. Khép vào video luôn nha anh em. Đẳng cấp ấy.